trực thăng Nga cày nát thiết giáp Ukraine, tướng Kiev vào tầm ngắm. Ukraine bị Nga lần đầu tịch thu xe tăng ngay trên chiến tuyến. Đức và Pháp đạt đột phá về dự án xe tăng thế hệ tiếp theo và sản xuất quốc phòng ở Ukraine. Các tỷ phú Mỹ hợp lực giúp ông Trump gây quỹ nhằm kháng án gian lận thủ lĩnh Hamas gặp mặt các quan chức Iran theo hãng tin Sputnik trong đoạn video được Bộ quốc phòng nga vừa công bố dàn trực thăng của không quân nga tấn công vào các vị trí của đối phương với sự hỗ trợ của tên lửa S8 sau đó các phi công nga còn thực hiện thao tác chống tên lửa bằng cách sử dụng tổ hợp phòng thủ trên máy bay và quay trở lại sân bay an toàn Nhóm tấn công của Nga bao gồm các trực thăng tấn công K-52 và Mi-35M cùng với một máy bay chiến đấu đa năng Mi-8. Không quân Nga đang chịu trách nhiệm loại bỏ xe bọc thép của Ukraine, ngăn chặn đối phương vận chuyển binh sĩ và hàng hóa quân sự, cũng như hỗ trợ trên không cho các đơn vị mặt đất của Nga làm nhiệm vụ. Chia sẻ với tờ Business Insider, sĩ quan dự bị kiêm blogger người Ukraine có tên là Tatarigami Ua từng nhận định, cả trực thăng K-52 và Mi-28 của Nga hiện vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với các lực lượng Ukraine trên tiền tuyến. Cũng theo blogger này, việc các trực thăng Nga sử dụng tên lửa không đối đất và tên lửa chống tăng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động vượt ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không tầm ngắn của Ukraine. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết Nga đã tăng cường sử dụng các trực thăng tấn công và chúng trở thành một trong những vũ khí có ảnh hưởng lớn nhất ở vùng xung đột Ukraine. Ở một diễn biến khác, theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonnikov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR Kirill Budanov nên được đưa vào tầm ngắm của quân đội Nga. Điều này nên được áp dụng đối với bất cứ ai phạm tội chống lại nước Nga. Tháng 12 năm ngoái, một tòa án ở Moscow đã ra lệnh bắt giữ ông Budanov sau khi GUR bị cáo buộc đứng sau chủ mưu hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Ngoài ra ông Budanov cũng nhiều lần công khai ủng hộ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Budanov ban đầu gọi các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là do các nhóm bán vũ trang chống điện Kremlin. Tuy nhiên sau đó lại thừa nhận các hoạt động tấn công bằng UAV là do Ukraine tổ chức. Khi được hỏi FSB tại sao chưa có động thái tiến hành bắt giữ đối với những mục tiêu đó, người đứng đầu FSB trả lời rằng khả năng này vẫn sẽ diễn ra trong tương lai. FSB ban đầu xác định ông Budanov là kẻ chủ mưu đánh bom cầu Crimea vào tháng 10 năm 2022. Vụ tấn công liên quan đến một thiết bị nổ cực mạnh được một tài xế xe tải di chuyển qua cầu Crimea Tài xế này và bốn người khác trong một chiếc ô tô gần đó đã thiệt mạng trong vụ nổ. Ngày 26 tháng 3, tòa án Moscow cũng ban hành lệnh bắt giữ một quan chức an ninh hàng đầu khác của Ukraine, ông Vasily Maliak, người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa SBU của Ukraine. Ông Maliak hiện cũng bị buộc tội chủ mưu vụ tấn công cầu Crimea. Tháng 8 năm 2023, ông Maliak đã nhận trách nhiệm về vụ việc, đồng thời khẳng định ông đã đích thân lên kế hoạch cho chiến dịch. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho biết, binh sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập cận vệ số 1 của cánh quân Nam đã lần đầu thu hồi được xe chiến đấu bộ binh Mader-1A3 từ tiền tuyến trên hướng Adipka. Chiếc xe nặng hơn 30 tấn và rất khó kéo, đặc biệt là trong điều kiện đường đất. Thiết giáp vẫn trong trạng thái tương đối nguyên vẹn với đủ cơ số đạn pháo 20 mm, chỉ bị vỡ nắp che hệ thống kính ngắm và một số đồng hồ trong buồng lái. Các quân nhân Nga cho biết, xe Mader-1A3 Ukraina quá nặng và bị sa lầy mà chưa kịp tiếp cận mục tiêu, buộc tổ lái bỏ xe và rút về tuyến sau. Quá trình tịch thu được chuẩn bị cẩn thận, binh sĩ Nga phải trinh sát kỹ khu vực, huy động công binh phá mìn và củng cố nền đường, đồng thời bảo đảm bí mật do khu vực này nằm gần tiền tuyến và vẫn xảy ra giao tranh. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, xe chiến đấu bộ binh của Đức được kéo về hậu tuyến của Nga và sẽ được các kỹ sư quân sự nước này nghiên cứu. Đây là cách nhanh nhất giúp quân đội Nga biết về cách vận hành các mẫu xe thiết giáp của NATO cũng như ưu nhược điểm của chúng. Marder là xe chiến đấu bộ binh do Đức phát triển từ những năm 1960 và được biên chế trong quân đội Đức từ năm 1971. Xe được thiết kế với lớp vỏ bọc được làm từ thép, có khả năng chống lại các loại đạn và các mảnh đạn pháo, thậm chí có thể chống đỡ trước đạn xuyên giáp 20 mm. Dòng xe chiến đấu bộ binh này được thiết kế với trọng lượng 33,5 tấn, được trang bị động cơ diesel MTU MB 833 EA 500, công suất 600 mã lực, cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động là 500 m ngoài kíp chiến đấu gồm 3 người là lái xe, chỉ huy và xạ thủ, Mader có thể mang theo 6 lính bộ binh với trang bị vũ khí đầy đủ. Hỏa lực chính của Mader là pháo tự động nòng 20mm, Rheinmetall, MK20, RH202, đặt trên tháp pháo 2 người, có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ. Trước đó, Nga từng hạ xe tăng tốt nhất của Ukraine một cách thuận lợi, bằng cách làm cho nó bất động và kéo đi trước khi Kiev tới thu hồi. Loại xe tăng này có tên là Streetvan 122, là một phiên bản điều chỉnh của Thụy Điển dựa trên xe tăng Leopard 2A5 của Đức là một trong những xe tăng tốt nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine giới phân tích cho rằng nga muốn chiếm được xe tăng Van 122 nếu không để nghiên cứu thì ít nhất cũng có giá trị về mặt tuyên truyền họ gần như đã giành được chiến lợi phẩm này cho đến khi những người điều khiển UAV của Ukraine can thiệp thụy điển đã hỗ trợ Ukraine 10 xe tăng Van 122 nặng 69 tấn với tháp pháo bọc thép dày và pháo nòng trơn cỡ 120 mm tất cả 10 xe tăng được trang bị cho lữ đoàn cơ giới 21 của Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực phía đông quanh rừng Kremina. Trong một năm giao tranh ác liệt, đội hình Tritvan 122 của lữ đoàn 21 nhiều lần bị tấn công, chủ yếu là do mìn, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV, các tên lửa chống tăng và Ukraine đã tổn thất ít nhất một chiếc Tritvan 122. Theo Oryx, 6 chiếc Tritvan 122 bị hư hại và lữ đoàn 21 đã tạm thời phải bỏ lại ít nhất 5 chiếc trên đường, cũng như trên các cánh đồng quanh Kremina. Đây là một cách thức tiêu chuẩn để các kỹ sư của Ukraine thu hồi các xe tăng bị hư hại và vận chuyển chúng tới Litva để sửa chữa. Các kỹ sư của Nga đã tiếp cận chiếc Chiritvan 122 này trước và sử dụng hai chiếc xe kéo Brem đưa nó về phía phòng tuyến của Nga cách đó khoảng 1,6 km. Họ đi được nửa đường thì lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine, đơn vị giao tranh quanh Adipka, dường như đã điều một trong các đội UAV của mình tới hỗ trợ lữ đoàn 21, đã phát hiện ra động thái của Moscow. Sự việc này đã cho thấy kế hoạch thu hồi xe tăng của Ukraine nguy hiểm thế nào. Đó là chưa kể tới việc Kiev từng mất một chiếc Brem khi cố gắng lấy lại một chiếc Street van 122 bị hư hỏng hồi tháng 12 năm 2023. Thiếu tá Dmitro Pletenchuk, phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho biết lực lượng Hải quân nước này đã phóng tên lửa Neptune nhằm vào tàu đổ bộ Konstantin Olshansky vài ngày sau khi tuyên bố tập kích hai chiến hạm Nga ở Crimea. Đại tá Pletenchuk tuyên bố đòn tập kích đã làm hư hại con tàu và lực lượng Ukraine đang xác định mức độ tổn thất. Ông cho hay chiến hạm này chưa sẵn sàng chiến đấu trước khi vụ tập kích diễn ra. Ông Pletenchak nói, tàu Konstantin Oshanki neo đậu ở vịnh Sevastopol trong suốt 9 năm, chủ yếu để Nga tháo phụ tùng. Nga sau đó nhận ra họ thiếu hụt tàu đổ bộ đề án 77 năm, do đó quyết định khôi phục con tàu. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin mà Hải quân Ukraine đưa ra. Hải quân Ukraine không còn chiến hạm nào và quy mô của quân chủng này bị thu hẹp. Họ nhiều lần tấn công chiến hạm và hạ tầng của hạm đội biển đen của Nga bằng tên lửa diệt hạm, xuồng cảm tử và các nhóm biệt kích. Các đợt tập kích của Ukraine khiến hạm đội Biển Đen của Nga phải di chuyển một phần khỏi căn cứ ở Sevastopol, bán đảo Crimea. Tuy nhiên, Hải quân Nga vẫn tiếp tục cản trở luồng thương mại trên biển của Ukraine và phóng tên lửa tập kích nước này từ Biển Đen. Vụ tập kích trên diễn ra vài ngày sau khi quân đội Ukraine tuyên bố đánh trúng hai tàu đổ bộ cỡ lớn Azov và Yaman cùng thuộc đề án 77 năm của Hải quân Nga neo đậu tại Sevastopol. Theo ước tính, tầm bắn hiện tại của tên lửa chống hạm Neptune là khoảng 300 km, Khoảng cách này mang lại cho Ukraine khả năng tấn công mạnh mẽ, nhưng không tạo ra những đòn tấn công ở sâu ở những vùng lãnh thổ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của Nga trên tiền tuyến. Theo Eurasian Times, Ukraine đang phát triển một phiên bản mới của tên lửa chống hạm Neptune đặt theo tên của thủy thần trong thần thoại La Mã, cho phép loại vũ khí này tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km, có thể nằm sâu trong lãnh thổ Nga và vượt xa tiền tuyến. Vào tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Điều này đánh dấu việc tên lửa Neptune được sửa đổi cho vai trò tấn công trên bộ, phù hợp với thông lệ chung là tái sử dụng tên lửa chống tàu hoặc tên lửa phòng không để sử dụng tấn công trên đất liền. Ukraine có thể điều chỉnh hệ thống dẫn đường và tìm kiếm mục tiêu của tên lửa Neptune ở phần mũi. Các thiết bị tìm kiếm khác nhau được sử dụng cho các địa hình khác nhau, chẳng hạn như trên bộ, trên không và trên biển. Để phá hủy tàu Moscow vào tháng 4 năm 2022, Ukraine cũng đã bắn hai tên lửa R-360 Neptune từ bờ biển giữa Nikolaev và Odessa vào thời điểm đó, Ukraine sử dụng máy bay không người lái TB-2 Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ để quan sát, đánh lạc hướng và chuyển sự chú ý của tàu Moscow. Đây là một cuộc tấn công tương đối đơn giản vì tên lửa đang tấn công một mục tiêu xác định và địa hình trên biển. Trong khi đó, việc kết hợp tìm kiếm với định vị vệ tinh giúp tên lửa phân biệt mục tiêu gây cản trở với các mục tiêu tấn công trên mặt đất. Lux, nhà phát triển tên lửa Neptune của Ukraine đã lắp đặt thiết bị đầu cuối GPS trên tên lửa giúp nó có khả năng tấn công mục tiêu trên mặt đất ngay từ đầu. Cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune và hệ thống f 400 của Nga giữa tháng 8 vừa qua có thể được kết luận là được thực hiện sau lần sửa đổi tên lửa này. Việc mở rộng phạm vi tên lửa Neptune thêm hơn 5 mét có thể liên quan đến việc tăng chiều dài thêm vài mét và có khả năng mang theo nhiều nhiên liệu bên trong hơn. Điều này cho phép tên lửa phóng xa hơn 300 km. Vì vậy, với sự cải tiến gồm thiết bị tìm kiếm, khả năng dẫn đường và phạm vi mở rộng mới, tên lửa Neptune có thể tấn công ở khoảng cách từ 300 đến 400 km. Khoảng cách này có thể cho phép Ukraine vươn tới bất cứ mục tiêu nào trên bán đảo Crimea thậm chí tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Theo Aviation Times, mặc dù lực lượng không quân Nga đang giành ưu thế trước Ukraine trong cuộc xung đột, nhưng Moscow vẫn gia tăng đáng kể áp lực trên không với Kiev. Nga có thể tăng cường năng lực trên không bằng cách kết hợp máy bay đánh chặn MiG-31 và tên lửa tầm xa R-37M. Nguồn tin từ Ukraine cho biết vào ngày 26 tháng 1 năm 2023, Nga phóng 55 tên lửa nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine. Trong cuộc tấn công, Moscow còn sử dụng một tiêm kích MiG-31 phóng tên lửa siêu thanh Kh-47 Kinza Vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, Nga phóng 84 tên lửa, trong đó có 6 tên lửa Kinza về phía các thành phố ở Ukraine. Tiêm kích MiG-31 của Nga có nhiều khả năng khiến Ukraine phải dè chừng, trong đó có việc phóng tên lửa Kinza khó đánh chặn. Kể từ tháng 10 năm 2022, máy bay MiG-31 được trang bị tên lửa tầm xa R-37M đã trở thành mối đe dọa chính đối với lực lượng không quân Ukraine. MiG-31 đã bắn hạ một số máy bay Ukraine chủ yếu bằng cách sử dụng tên lửa R-37. Tháng 8 năm 2023, Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tên lửa R-37 trong một cuộc không kích ở vùng Kramatorsk. Lực lượng Ukraine hy vọng rằng các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp trong thời gian tới sẽ được trang bị tên lửa AIM-120 Amraam có tác dụng phòng thủ trước MiG-31 và R-37 của Nga. Tiêm kích MiG-31 của Nga được đánh giá là dòng máy bay đánh chặn tối tân và nguy hiểm nhất hiện nay. Ban đầu, MiG-31 được phát triển trong thời kỳ chiến tranh lạnh với vai trò là máy bay đánh chặn phòng thủ. Tiêm kích MiG-31 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 9 năm 1975, bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 1979 và đưa vào sử dụng vào năm 1982. MiG-31BM, biến thể hiện tại của MiG-31, là loại máy bay chiến đấu tầm xa đa năng, di chuyển với tốc độ cao, có khả năng tấn công cả mục tiêu trên không và dưới mặt đất. Bản nâng cấp của MiG-31BM cung cấp khả năng kiểm soát chiến đấu tập trung, radar mảng pha mới và tiếp nhiên liệu trên máy bay. MiG-31BM là tiêm kích đa năng vì nó có thể sử dụng tên lửa chống radar, không đối hạm và không đối đất. MiG-31BM cũng có thể mang tên lửa không đối không tầm xa R-33 và tên lửa không đối không tầm ngắn R-37. MiG-31 đóng vai trò là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không. Tiêm kích này được trang bị các liên kết dữ liệu an toàn, kỹ thuật số và hình ảnh radar của máy bay có thể được chuyển sang Su-30 và MiG-29. Các máy bay MiG-31BM đã chứng tỏ được hiệu quả cao trước các máy bay tấn công và máy bay chiến đấu của Ukraine. Máy bay MiG-31BM được cho là đã bắn hạ một số máy bay của Ukraine, chủ yếu bằng cách sử dụng tên lửa không đối không tầm xa R-37M. Tên lửa R-37M có tốc độ hơn 7.400 km h tầm bắn lên đến 400 km, dùng động cơ nhiên liệu rắn, được trang bị radar chỉ thị mục tiêu agat 9 m 1103 m 350 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly tới 70 km và khóa mục tiêu ở cự ly 40 km. Khi tới gần mục tiêu, R-37M sẽ bật radar dẫn đường và tăng tốc nhanh chóng lên vận tốc siêu vượt âm, khiến đối phương không kịp trở tay. Theo các chuyên gia quân sự, loại tên lửa này thực sự là mối đe dọa đối với lực lượng không quân Ukraine. Báo cáo của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Russia có trụ sở tại Anh cho biết, vào tháng 10 năm 2022, mỗi ngày có 6 tên lửa R-37M nhắm vào lực lượng không quân Ukraine. R-37M không gây ra độ sát thương cao, nhưng loại vũ khí này buộc phi công điều khiển máy bay của Ukraine phải né tránh và quay trở lại căn cứ mà không hoàn thành được nhiệm vụ. Một chiếc MiG-31 có thể phóng R-37M bay khoảng 180 km vào không phận Ukraine. Theo báo cáo của Rusi, tốc độ tầm hoạt động và độ cao của máy bay cũng như tên lửa Ukraine không thể đối phó hiệu quả với những tên lửa như R-37M đặc biệt sự kết hợp giữa tiêm kích MiG-31 và tên lửa không đối không tầm xa R-37M đã gây ra nhiều vấn đề cho các phi công Ukraine. Ngoài Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch và Bỉ cũng cam kết chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Do loại tiêm kích này do Mỹ sản xuất nên việc chuyển giao phải được sự chấp thuận của Washington. Nếu để ngăn chặn MiG-31 của Nga, máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraina cần phải nâng cấp radar, hệ thống điện tử hàng không hiện đại và trang bị tên lửa không đối không tầm xa AIM-120 có tầm bắn 180 km. Mặc dù vậy, những chiếc F-16 được trang bị tên lửa AIM-120 sẽ vẫn gặp bất lợi về tầm bắn so với những chiếc MiG-31 phóng tên lửa R-37M. Tuy nhiên, tiêm kích F-16 bay sát tiền tuyến có thể cho phép Ukraine thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn trên khu vực hiện do Nga kiểm soát. Lực lượng không quân Nga đang thả cả trăm quả bom lượn mỗi ngày nhằm vào các vị trí của Ukraine dọc gần 1.000 km tiền tuyến. Các quả bom lượn KAB là một vũ khí thần kỳ của Nga và Ukraine trên thực tế không có cách đối phó. Để hiểu được tình thế của các lữ đoàn Ukraine nguy hiểm như thế nào hiện nay, giới quan sát cho rằng có thể nhìn lại việc Nga thả 125 quả bom lượn mỗi ngày trong một vài ngày đã khiến lữ đoàn cơ giới 110 cũng như phòng tuyến của Adivka được cho là thành trì của Ukraine ở phía đông đã không thể trụ lại. Lữ đoàn này có một số vấn đề, đặc biệt là việc thiếu đạn pháo nghiêm trọng giữa bối cảnh gói hỗ trợ lớn cho Ukraine vẫn bế tắc tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, việc Nga triển khai hàng loạt bom lượn KAB đã đẩy sức chống chịu của quân đội Ukraine đến giới hạn. Theo Igor Suga, một binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine đã chiến đấu 4 tháng ở Adipka cho biết, những quả bom này phá hủy hoàn toàn bất kỳ vị trí nào. Sự mở rộng đáng kể hệ thống phòng không của Ukraine góp phần làm giảm ưu thế bom lượn của Nga. Không quân Ukraine đã dịch chuyển một phần hệ thống tên lửa đất đối không Patriot gần tiền tuyến phía đông hồi tháng 2 năm 2024 và xoay sở để bắn hạ khoảng 13 tiêm kích Su-34 triển khai bom lượn của Nga cùng với các tiêm kích Su-35 hộ tống nhịp độ bom lượn được sử dụng đã phần nào giảm khi các vụ bắn rơi tiêm kích trên gia tăng. Tuy nhiên sau đó, ngày 8 tháng 3, một UAV của Nga đã phát hiện ra tổ hợp Patriot đang di chuyển cách tiền tuyến 32 km và ra hiệu cho tên lửa đạn đạo Iskander làm nổ tung hai bệ phóng của Ukraine. Không quân Ukraine chỉ sở hữu ba tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất cùng với khoảng hơn 30 bệ phóng. Giữa bối cảnh sự hỗ trợ của Washington cho Kiev tiếp tục bị cắt giảm, không quân Ukraine có nguy cơ tiếp tục tổn thất hệ thống Patriot. Vì thế, vào giữa tháng 3, khi việc bắn hạ các anh tạc cơ triển khai bom lượn chấm dứt, hoạt động ném bom đã được nối lại với số lượng cả trăm quả mỗi ngày. Các chiến thuật tiêu chuẩn của Nga hiện nay là sử dụng tiêm kích Sukhoi thả bom lượn KAB nhằm vào các đơn vị đồn trú của Ukraine và sau đó bộ binh Nga sẽ tấn công thành từng nhóm nhỏ. Cải tiến chiến thuật và công nghệ trong những tháng gần đây, lực lượng không quân Nga ngày càng chứng minh khả năng hoạt động hiệu quả dọc tiền tuyến trải dài gần 1.000 km giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Các máy bay ném bom Su-34 do các chiến đấu cơ Su-35 hộ tống xuất kích hàng trăm lần mỗi ngày thả những quả bom lượn vệ tinh dẫn đường KAB cách các vị trí của Ukraine khoảng 40 km và hỗ trợ lực lượng bộ binh Nga có thể kiểm soát chúng. Hiện chưa rõ Ukraine có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng của mình hiện tại do bom lượn gây ra hay không. Trung tướng Ukraine Ivan Garlyuk cho biết các tiêm kích F-16 do phương Tây hỗ trợ có thể sẽ giúp ích phần nào một số nhà phân tích cũng đánh giá điều này là có thể. F-16 có hệ thống cảm biến, khả năng tự vệ và các tên lửa tốt hơn các tiêm kích Sukhoi và MiG mà không quân Ukraine sử dụng hiện tại. Nếu Kiev sẵn sàng triển khai các tiêm kích F-16, dù nước này dự kiến chỉ nhận được 50 đến 60 máy bay chiến đấu loại này thì Ukraine có thể có cơ hội đánh bại các oanh tạc cơ triển khai bom lượn. Tuy nhiên điều đó sẽ mất một khoảng thời gian trước khi các tiêm kích F-16 đến tay Ukraine với số lượng đủ để tạo nên khác biệt. Cho tới lúc đó không quân Ukraine chỉ có thể triển khai các hệ thống phòng không phóng từ mặt đất đối phó với các máy bay ném bom của Nga, trừ khi Đảng Cộng hòa nhượng bộ và thông qua gói hỗ trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nếu không thì Kiev sẽ chưa thể sở hữu đủ hệ thống Patriot để đối phó với các kế hoạch ném bom lượn hiện là chìa khóa cho các thành quả trên chiến trường của Nga. Ông Gariliuk nói những nhân tố này cùng một số nhân tố khác sẽ khiến cho lực lượng phòng thủ Ukraine gặp khó khăn trong việc đẩy lùi đối phương. Ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We Are Together with Russia, nói về hãng tin TASS ngày 25 tháng 3 rằng quân đội Nga đã phá vỡ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở phía tây bắc Verbov thuộc khu vực Zaporizhia và tiến thêm được 2 km. Ông Vladimir Rogov cho hay quân đội của chúng tôi đã xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine ở tây bắc Verbov và tiến được 2 km. Họ đã kiểm soát được ít nhất 5 thành trì. Ngoài ra, đối phương đã chịu tổn thất nặng nề về lực lượng đồng thời nhấn mạnh đây không phải thành công duy nhất của quân đội Nga theo hướng Zaporizhia. Theo ông, một số thành công đã đạt được ở Tây Bắc Raportino tại đây. Quân đội Nga đã cải thiện các vị trí của mình. Họ cũng tiến công được một chút gần Staromaioske. Bộ Quốc phòng Nga vào cuối tháng 2 năm 2024 thông báo các lực lượng của Moscow đã giành được chỗ đứng tại Raportino trong một chiến dịch tấn công. Quân đội Ukraine đã không thành công trong việc giành lại các phòng tuyến đã mất sau khi tăng cường lực lượng từ các hướng khác tới khu vực này. Vừa qua, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của nhóm tác chiến phía đông đã giành được Minoze ở Zaporizhia và cải thiện các vị trí trên tiền tuyến theo hướng phía nam Donetsk. Trong khi đó, cũng theo cơ quan này, Nga đã phá hủy hơn 17.000 UAV của Ukraine từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Trong diễn biến có liên quan, không quân Ukraine ngày 25 tháng 3 thông báo, lực lượng Nga đã phóng hai tên lửa đạn đạo từ bán đảo Crimea nhằm vào thủ đô Kiev. Các quả đạn đã bị hạ và chủng loại của chúng đang được xác định. Sau khi bị đánh chặn, các mảnh tên lửa đã rơi xuống ép và làm hư hại một số tòa nhà ở quận Pechers, khiến 7 người bị thương. Cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine sau đó tuyên bố phòng không nước này đã bắn hạ tên lửa siêu vật âm 3M22 Zikon của Nga, đồng thời đăng ảnh mảnh vỡ của tên lửa trong vụ tập kích. Các bức ảnh cho thấy một số bộ phận với ký hiệu 3M22, những mảnh vỡ dường như là phần thân của tên lửa siêu vật âm Zikon cùng động cơ và phần đầu đạn trên nổ. Các kênh theo dõi xung đột trên Telegram công cho biết hai quả tên lửa đã hoàn thành quãng đường 580 km tới Kiev chỉ trong 3 phút, tương đương vận tốc siêu vật âm Mét 9, 11.600 km h Vận tốc này cho thấy đây nhiều khả năng không phải là dòng Iskander hay Kinzan, đồng thời trùng khớp với thông tin kỹ thuật của tên lửa 3M22 Zikon do phía Nga công bố. Các ký hiệu này cũng trùng khớp với thông tin trên mảnh vỡ của tên lửa Zikon mà Ukraine thu được sau cuộc không kích của Nga, trước đó được cho là lần đầu tiên Moscow triển khai mẫu tên lửa này trong cuộc xung đột với Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lần đầu xác nhận tên lửa siêu vật âm Zikon đã được sử dụng tại chiến trường Ukraine. Các mảnh vỡ lần này của quả đạn Zikon được cho là mang nhiều thông tin hơn, giúp Ukraine có tiến hành phân tích sâu để nghiên cứu đặc tính kỹ thuật về động cơ, hệ thống dẫn đường hay vật liệu chế tạo, qua đó có thể đánh giá chính xác năng lực của tên lửa và lên phương án đối phó. Giới chức Ukraine chưa công bố kết quả phân tích kỹ thuật của các mảnh vỡ, song trang Defense Express dẫn các nguồn tin cho biết tên lửa Zikon được trang bị động cơ phản lực dòng thẳng Ramjet nên có thể duy trì vận tốc siêu vật âm liên tục thay vì phải tăng tốc dần dần như tên lửa kiên gian sử dụng động cơ nhiên liệu rắn. Ông Oleg Kalashnikov, sĩ quan phụ trách truyền thông của Lữ đoàn Pháo binh số 26 Ukraine ngày 25 tháng 3 cho biết tình hình liên quan đến Chasovia rất khó khăn và căng thẳng. Đối phương đang cố gắng vượt qua phòng tuyến của chúng tôi để tiếp cận Chasovia. Cũng theo ông Kalashnikov, Nga tăng cường sử dụng bom dẫn đường với sức công phá cao trong khu vực và thả chúng xuống những khu vực đông dân cư và công sự kiên cố của lực lượng Ukraine. Kênh Riba của Nga cùng ngày cho biết các đơn vị Nga đang tiếp tục tiến về phía thành phố Chashovya, kiểm soát hơn một nửa làng Bogdanovka. Lực lượng Ukraine vẫn đang giữ vị trí phía tây nam làng Bogdanovka, song đang rút dần về vị trí đã chuẩn bị sẵn gần Chashovya. Ukraine rút về thành phố Chashovya sau khi Nga kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm 2023, thị trấn Ivanovskoye và làng Bogdanovka cách Chasovya vài km về phía đông. Nếu giành được Chasovya, Nga sẽ tăng thêm áp lực lên Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donbass. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga đưa tin theo hướng đôi nhét, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam cũng đã giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn trong các hoạt động tấn công. Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho lữ đoàn tấn công số 3 lữ đoàn xung kích đường không số 79, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56, các lữ đoàn cơ giới số 24, 28 và 30, lữ đoàn di động số 46 và 81 của lực lượng vũ trang Ukraine gần các khu định cư Begolorovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng, Kletcheyevka, Andreyevka, Minkovka, Maximilianovka và Novomikhailovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Lực lượng Nga cũng tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk, bộ trên cho biết theo hướng nam đôi nhét các đơn vị của nhóm chiến đấu phía tây đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây sát thương bằng hỏa lực cho đội hình của các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 102, 121 và 128 gần các khu định cư Malinovka ở vùng Zaporizhia, Staromayoskoye và Makarovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Máy bay tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Moscow cũng đã tấn công thiết bị quân sự của quân đội Ukraine tại 142 khu vực. Theo cơ quan này, Nga cũng đã đẩy lùi một cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Kupiansk trong ngày 25 tháng 4. Theo trang The Guardian, Nga đã tiến hành được tấn công tên lửa thứ ba vào thủ đô của Ukraine trong vòng 5 ngày qua, theo một phần của hoạt động anh tạc trên không ngày càng gia tăng. Tổng thống Volodymyr Zelensky đang tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để bảo vệ nước này trước các cuộc không kích không ngừng của Nga. Ông nói, chúng tôi không bao giờ mệt mỏi khi nhắc lại rằng Ukraine cần tăng cường phòng không. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng đang kêu gọi các đồng minh quốc tế cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp viết trên mạng xã hội X hôm 25 tháng 3, chiến dịch tại Ukraine đang gây ra tổn thất khổng lồ cho hạm đội biển đen Nga, lực lượng không còn hoạt động. Tàu Nga di chuyển trên biển đen từ năm 1783, song hạm đội nước này hiện không thể rời càng. Ngay cả ở đó thì chúng cũng đang bị đánh chìm. Ông Sharp bình luận khi dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine rằng Kiev hôm 24 tháng 3 tập kích thành công hai tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Robucha của hạm đội biển đen Nga tại bán đảo Crimea, gồm tàu Yaman và tàu Azov, cùng một trung tâm liên lạc và các hạ tầng quan trọng khác ở khu vực. Các tài khoản phân tích thông tin nguồn mở cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow trong vụ tấn công, trong khi một số blogger quân sự Nga nhận định đối phương đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng kết hợp tên lửa diệt hạn Neptune, mồi bẫy AMD-160 và máy bay không người lái UAV cảm tử tầm xa. Hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs chụp cho thấy một tòa nhà bị sập mái sau khi chúng đòn tập kích của Ukraine, được cho là trung tâm liên lạc của hạm đội Biển Đen. Tàu Yaman và Azov có thủy thủ đoàn lần lượt là 98 và 87 người, thuộc biên chế lữ đoàn tàu đổ bộ số 197 của hạm đội Biển Đen và thường được sử dụng trong hoạt động huấn luyện của lực lượng này. Trong trường hợp tàu Yaman và Azov bị vô hiệu hóa, hạm đội Biển Đen Nga sẽ chỉ còn 3 tàu đổ bộ lớp Ropucha trong tổng số 13 chiếc trong biên chế sau khi một chiến hạm khác thuộc lớp này là tàu sezakunikov đã bị xuồng cảm tử ukraine đánh chìm hồi tháng 2. giới phân tích cho biết hạm đội biển đen nga đã tốn một phần tư lực lượng kể từ đầu xung đột do liên tục hứng chịu các đoàn tập kích của ukraine theo tờ the hill của mỹ cuộc phản công của ukraine không diễn ra như kế hoạch nhưng năm qua cũng không hẳn là một thất bại hoàn toàn của nước này trong cuộc xung đột với nga kiev đã giành được lợi thế quan trọng trên biển trong khi sự chú ý của toàn cầu tập trung vào các hoạt động trên bộ tại biển đen Ukraine đã buộc hạm đội Nga phải rút khỏi căn cứ lịch sử Sevastopol ở Crimea sau khi liên tục tấn công các tàu và các tòa nhà quan trọng bằng máy bay không người lái và tên lửa. Thành công trên biển cũng mở ra hành lang cho Ukraine vận chuyển các chuyến hàng ngũ cốc, bất chấp quy định của Nga vào mùa hè năm ngoái về việc hủy bỏ một thỏa thuận xuất khẩu, một chiến thắng kinh tế và mang tính biểu tượng trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một chuyến đi tới Mỹ gần đây nhất, Ukraine đã thắng ở Biển Đen. Tổng thống Zelensky đã biến lợi thế ở Biển Đen trở thành trọng tâm trong nỗ lực thuyết phục các đồng minh và các đối tác ủng hộ ở phương Tây. Ukraine đã duy trì lợi thế ở trên Biển Đen kể từ khi xung đột nổ ra trong bối cảnh nước này không có lực lượng hải quân, chứ chưa nói đến lực lượng có quy mô tương đương với hạm đội của Nga. Nhìn chung, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant shop cho biết Ukraine đã gây thiệt hại 20% hải quân Nga. Sự thống trị của Nga ở Biển Đen hiện đang bị thách thức. Những ai cho rằng có sự bế tắc trong cuộc xung đột ở Ukraine là sai lầm, ông Shapps nhận định nên kinh tế Ukraine cũng được củng cố nhờ những diễn biến ở biển Đen. Trong phần lớn thời gian của cuộc xung đột, tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép ngũ cốc của Ukraine vận chuyển đến phần còn lại của thế giới thông qua một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian, nhưng Moscow đã hủy bỏ thỏa thuận đó vào mùa hè năm ngoái. Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này đẩy lùi một đoàn xe thiết giáp của Nga ở vùng Bakhmut. Kế hoạch tập kích do lữ đoàn xung kích độc lập số 92 thực hiện thời gian cụ thể không được tiết lộ. Phía Ukraine cho hay, đơn vị UAV của lữ đoàn số 92 đã ngăn chặn nỗ lực tiến công của đối thủ ở tiền tuyến Bắc Mút, loại khỏi vòng chiến đấu một xe tăng T-90M, một xe chở quân BTR-82A và 8 thiết giáp khác. T-90M Provi có nghĩa là đột phá, là xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Nga từ năm 2019. Đây là loại xe tăng hiện đại nhất được Moscow sử dụng trong kế hoạch quân sự. T-90M dài 9,53 m tính cả nòng pháo, rộng 3,78m, cao 2,23m và nặng khoảng 46,5 tấn. Chiến xa này được trang bị động cơ diesel V92S2F, 1.130 mã lực, tốc độ tối đa 70 km h tầm hoạt động 550 km. Vũ khí chính của T-90M là pháo nòng trơn 2A46M4 125mm và tên lửa chống tăng 9M119 Reflex. Xe tăng cũng có hai khẩu pháo tự động cỡ nhỏ để đối phó với bộ binh. Về khả năng phòng ngự, chiến xa của Nga sử dụng giáp phản ứng nổ Rilich hiện đại và hệ thống phòng thủ chủ động Stora-1. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine hồi tháng 1 đã công bố video trận đối đầu giữa thiết giáp M2 Bradley của nước này và xe tăng T-90M Provi hiện đại nhất của Nga. Video cho thấy chiếc T-90M bị thiết giáp M2 bắn tới tấp bằng pháo M242 25mm vào mặt trước. Xe tăng Nga di chuyển chậm, dường như kiếp lái cố gắng tìm vị trí khai hỏa tốt hơn hoặc né hỏa lực của đối phương. Đoạn video này cung cấp góc nhìn gần hơn trong trận giao chiến giữa hai thiết giáp M2 Ukraine với xe tăng T-90M của Nga. Video góc rộng hơn xuất hiện cho thấy chiếc T-90M sau khi chúng liên tiếp đạn pháo của thiết giáp Bradley đã bị hỏng tháp pháo, mất kiểm soát rồi đâm vào gốc cây. Kíp lái Nga sau đó bỏ chiếc T-90M lại, binh sĩ Ukraine dùng máy bay không người lái UAV phá hủy xe tăng này. Truyền thông Nga đánh giá trận đối đầu cho thấy khả năng của T-90M rất cao khi kíp lái có thể thoát được sau đòn tấn công hiệp đồng của hai thiết giáp M2, một hãng tin nga nhận định kíp lái trên bất cứ phương tiện nào khác chắc chắn khó có thể thoát. Trong khi đó, một chuyên gia phương Tây có kiến thức sâu về M2 Bradley cho rằng thiết giáp này có khả năng cơ động rất cao. Kíp lái M2 trong trận giao chiến với T90M có lẽ được huấn luyện rất nhiều cũng như giàu kinh nghiệm vận hành. ở phía ngược lại, bộ quốc phòng nga vừa công bố video ghi lại cảnh lực lượng hàng không vũ trụ nga phá hủy các thiết bị quân sự ngụy trang và công trình kỹ thuật của ukraine. Nội dung video cho thấy phi đội thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào mục tiêu với sự hỗ trợ của tên lửa không điều khiển S-8. Nhóm tấn công còn có trực thăng tấn công K-52, Mi-35M và máy bay chiến đấu đa năng Mi-8. Tên lửa S-8 do các nhà khoa học Nga phát triển được thiết kế để sử dụng cho máy bay ném bom chiến đấu và trực thăng. Tên lửa đa năng này cung cấp nhiều tùy chọn đầu đạn như xuyên giáp để nhắm vào mục tiêu xe tăng hay gây cháy để tiêu diệt quân địch. S-8 là tên gọi của tên lửa không điều khiển cỡ 82mm được phát triển bởi không quân Liên Xô trong thập niên 1970 để thay thế cho tên lửa S5 có hiệu suất chiến đấu thấp. S8 có sức mạnh và độ chính xác cao hơn hẳn S5, trong khi vẫn giữ kích thước đủ nhỏ để máy bay có thể mang theo với số lượng lớn. S8 có tất cả 14 biến thể với các loại đầu đạn khác nhau. Các nhóm chính gồm: đạn nổ lõm, phá mảnh chống thiết giáp, bộ binh, S8K, đạn xuyên chống lô cốt, công sự, S8B, đạn nhiệt áp, S8D, đạn vạch đường, S8O đạn mồi bẫy S8P, đạn mũi tên S8S. Các phiên bản có chiều dài từ 1,54 đến 1,7 m, trọng lượng từ 11,1 đến 15,2 kg, tầm bắn từ 2 đến 4 km. S8 sử dụng hai loại bình phóng chuyên dụng, đó là B8M1 trang bị cho máy bay cánh cố định kiểu MiG-27, MiG-29, Su-17-22, Su-24, Su-25, Su-27-30 và B8V-20A tương thích với trực thăng Mi-8-17 Mi-24-28 và K-50-52. Tờ Kiev Post hôm 25 tháng 3 dẫn lời các nguồn tin giấu tên trong cơ quan an ninh Ukraine, SBU nói rằng cuộc tập kích thủ đô Kiev cùng ngày đã nhắm vào một trong những văn phòng thuộc cơ quan này, địa điểm có mặt nhiều quan chức cấp cao của SBU. Nguồn tin không tiết lộ thêm thông tin về sự việc, nhưng nói rằng cuộc tấn công được Nga tiến hành trong ngày kỷ niệm của lực lượng an ninh Ukraine. SBU là cơ quan thực thi pháp luật, tình báo và an ninh của chính phủ Ukraine chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phản gián và chống các phần tử cực đoan, thành lập sau khi Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991. SBU đã nhiều lần tổ chức các đợt tập kích bằng drone nhằm vào Nga, cũng như hậu thuẫn các nhóm dân quân thân Kiev mở những cuộc tấn công qua biên giới hai nước. Ít nhất 7 tiếng nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Kiev lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 3, ngay sau khi còi báo động phòng không được kích hoạt. Điều này cho thấy Moscow đã triển khai tên lửa có tốc độ cao, khác với các đợt tập kích bằng tên lửa hành trình tầm xa trước đây thường diễn ra trong đêm hoặc dạng sáng và được cảnh báo từ trước hàng chục phút. Theo Reuters, trong ngày 25 tháng 3, đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Bridget Brink đã thông báo về việc Nga sử dụng tên lửa siêu vật âm để tập kích thủ đô Kiev. Bà Brink cho biết, Nga lại sử dụng tên lửa siêu vật âm để tập kích Ukraine. Có nhiều tiếng nổ đã xuất hiện trong buổi sáng ở Kiev. Suốt năm ngày qua, Moscow đã phóng hàng trăm tên lửa vào UAV và UAV vào lãnh thổ Ukraine. Kiev đang cần sự trợ giúp. Chúng ta không có thời gian để lãng phí, Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó tuyên bố đã đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào Kiev, nhưng không nêu rõ chủng loại. Truyền thông địa phương tiết lộ rằng các mảnh vỡ của tên lửa Nga đã rơi xuống quận Pechersk, làm hư hại một số tòa nhà. Ở diễn biến khác, theo Pravda, trong ngày 25 tháng 3, Thiếu tướng Viktor Nikoliuk, tư lệnh Cục huấn luyện trực thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Ukraine, đã thông báo về việc từ chức và đề đạt nguyện vọng được chỉ huy một đơn vị ở tiền tuyến. Ông Nikoliuk nói Thời điểm hiện tại đòi hỏi sự nỗ lực từ mọi người dân Ukraine, đặc biệt là quân nhân. Tôi sẽ làm điều này thông qua việc chỉ huy các đơn vị tại một khu vực tiền tuyến. Trước khi trở thành Tư lệnh Cục Huấn luyện, Thiếu tướng Nikoliuk từng giữ vị trí tham mưu trưởng của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 93 và 92. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng quân đội nước này đã đẩy lùi hơn 60 cuộc tập kích của Nga trong vòng 24 giờ qua. Phần lớn các cuộc đụng độ xảy ra ở xung quanh thành phố Avdiivka, vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, từ tháng 2 năm 2024, Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 nặng tới 3 tấn, với uy lực sát thương khủng khiếp hơn nhiều so với FAB-1500. FAB-3000 có thể là vũ khí thay đổi xung đột ở Ukraine bởi không có gì có thể ngăn cản được loại vũ khí này. FAB-3000 là bom có sức nổ mạnh, được Liên Xô phát triển vào nửa sau thế kỷ 20. Quả bom nặng 3.067 kg, chứa 1.400 kg thuốc nổ này là vũ khí đa năng có thể được sử dụng để tấn công các cơ sở công nghiệp kiên cố, công trình ngầm hay các con đập. Được thả từ độ cao lên tới 16 km, bom FAB-3000 có thể đạt tốc độ bay lên tới 1.200 km h và tầm bắn ước tính 60-70 đến 70 km. Siêu bom FAB-3000 được thiết kế để trang bị cho máy bay ném bom tấn công hàng hải và máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tubolev Tu-22M3. Sĩ quan quân đội kỳ cựu của Liên Xô và Nga, nhà báo Viktor Litovkin cho hay, Đặc điểm của những quả bom này khá đơn giản và xuất phát từ tên gọi của chúng. Đây là những quả bom có sức nổ mạnh, chứa khoảng 1,5 tấn thuốc nổ TNT. Những vũ khí này có sức công phá rất lớn. Chúng có thể tấn công vào các mục tiêu kiên cố, các sở chỉ huy được gia cố bằng bê tông dưới lòng đất. Chúng có thể xuyên thủng mục tiêu, phát nổ và phá hủy mọi thứ. Mức độ tàn phá của FAB-3000 khiến nó ít khi được sử dụng. Liên Xô từng sử dụng loại bom này để chống lại các phiến quân được CIA hậu thuẫn ở Afghanistan những năm 1980. Theo ông Litokin, khi được trang bị UMPK, FAB-3000 sẽ trở thành vũ khí thông minh chết người với tầm bắn xa. Hệ thống dẫn đường có thể làm tăng độ chính xác, trong khi bộ cánh lướt sẽ giúp bom FAB-3000 bay được quãng đường 60 đến 70 km tới mục tiêu. Ông Litokin nói, điều đó có nghĩa là máy bay mang loại bom này có thể ở ngoài phạm vi bao quát của lực lượng phòng không đối phương thả bom và để nó bay tới mục tiêu, gây sát thương, hoàn thành nhiệm vụ. Sức mạnh và độ chính xác là ưu điểm của nó. Một đun UMPK bao gồm một bộ cánh, hệ thống điều khiển và bộ thu GPS. Sự kết hợp này đang cách mạng hóa việc sử dụng bom truyền thống. Một lợi thế đáng kể mà bộ cánh mang lại là khoảng cách lướt được mở rộng, đảm bảo an toàn cho máy bay và phi hành đoàn. UMPK có hệ thống hướng dẫn được kết nối với bộ thu GPS để đảm bảo độ chính xác trong các cuộc tấn công hệ thống quản lý thông tin theo dõi thời gian thực từ GPS để thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với đường đi của bom. Trên chiến trường ngày nay, đội chính xác giữ vai trò tối quan trọng. Việc gắn mô đun UMPK vào bom thông thường sẽ biến nó thành bom thông minh. Với UMPK, quả bom không rơi tự do mà sẽ lướt tới mục tiêu, điều chỉnh theo các yếu tố như gió và mục tiêu đang chuyển động. Điều này có nghĩa là chúng hiệu quả và chính xác hơn, đồng thời chúng cũng làm giảm khả năng vô tình bắn nhầm mục tiêu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phương tiện mang bom FAB-3000 là máy bay ném bom tầm xa TU-22M3. Theo ông Litokin, ngoài TU-22M3, bom FAB-3000 có thể được trang bị cho tiêm kích ném bom Su-34, có thể cả cường kích Su-25 và máy bay ném bom chiến thuật Su-24. Trong khi đó, trang Defense Express cho rằng Nga sẽ gặp thách thức nhất định trong việc lựa chọn phương tiện mang siêu bom 3 tấn này. Máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 vẫn là máy bay tiêu chuẩn duy nhất có thể triển khai loại vũ khí có trọng lượng lớn như vậy. Trước đây, Nga sử dụng bom FAB-3000 trong chiến dịch ở Mariupol, nhưng khi đó máy bay mang chúng ít có nguy cơ bị tên lửa phòng không bắn trúng. Tuy nhiên, Moscow có thể sẽ không mạo hiểm đưa những chiếc máy bay có giá trị như vậy vào vùng nguy hiểm, nhất là khi hiện nay Ukraine đã triển khai các hệ thống phòng không tài ớt do phương Tây cung cấp. Hệ thống này được cho là chịu trách nhiệm bắn hạ máy bay Nga, tìm cách phóng bom lượn gắn UMPK. Nga có thể sử dụng máy bay tiêm kích ném bom Su-34 để mang FAB-3000 tương tự cách Moscow đã làm với bom FAB-1500 gắn UMPK. Một số nguồn tin Nga cho rằng, giống như Su-34 có thể nâng BTB-3000, một thùng chứa nhiên liệu bổ sung, nó cũng có thể mang được bom FAB-3000. Dù vậy, BTB-3000 nặng chưa đến 3 tấn, trong khi bản thân FAB-3000 đã nặng 3 tấn, chưa kể bộ kit UMPK. Hiện chưa có dữ liệu chính xác về trọng lượng của bộ kit này, nhưng nó được cho là không hề nhẹ. Ngoài trọng lượng, điều không kém phần quan trọng là kích thước của bom F3B 3000 gắn UMPK. Bản thân quả bom có bộ ổn định có đường kính 1002 mm, nhưng kích thước sẽ tăng lên khi lắp UMPK. Đáng chú ý, bộ kit này cũng có bộ ổn định riêng. F3B 3000 có thể lắp vừa trên Su-34 hay không phụ thuộc vào khoảng sáng gần máy bay, khoảng cách từ mặt đất đến thân máy bay. Một vấn đề khác cần được giải quyết là giá đỡ bom, tức là hệ thống treo phải có khả năng chịu được tải trọng lớn như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Le Cognier và người đồng cấp Đức Boris Pistorius mới đây đã công bố những bước đột phá lớn trong hợp tác quốc phòng song phương khi cả hai nước sẽ chính thức bắt đầu phát triển xe tăng mới và sản xuất thiết bị quân sự ở Ukraine. Mục tiêu khám phá khả năng sản xuất xe tăng chung Pháp-Đức đầu tiên đã được thống nhất giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức lúc đó là bà Angela Merkel vào năm 2017. Tuy nhiên trong một thời gian dài, nhiều chuyên gia vẫn còn nghi ngờ liệu việc phát triển xe tăng thế hệ tiếp theo theo kế hoạch được gọi là hệ thống chiến đấu mặt đất chính MGCS có được hiện thực hóa hay không vì nó bị mắc kẹt trong giai đoạn ban đầu do những bất đồng phức tạp giữa nhà sản xuất và chính phủ hai bên. Đến nay, dường như các cuộc đàm phán quan trọng về phân công nhiệm vụ giữa Pháp và Đức đã được giải quyết. Xe tăng này được cho là sẽ thay thế các xe tăng Leopard cũ của Đức và Leclerc của Pháp là dự án công nghiệp vũ khí lớn thứ hai giữa hai nước. Bên cạnh tham vọng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo có tên là FCAS, ông Pistorius nói với các phóng viên ở Berlin cuối tuần qua sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp. "Hôm nay chúng tôi đã đạt được bước đột phá, không quá lời khi mô tả đây là một dự án mang tính lịch sử đối với một dự án như thế này." Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói thêm, "Chúng tôi đã đồng ý về việc phân công tất cả các nhiệm vụ cho dự án lớn này, nhưng từ chối đi vào chi tiết về việc bên nào sẽ sản xuất những bộ phận cụ thể, điều đã gây tranh cãi ngay từ đầu." Theo ông Pistorius, sự phân công nhiệm vụ chính xác sẽ được công khai như một phần của biên bản ghi nhớ chung dự kiến sẽ được ký vào ngày 26 tháng 4 tới tại Paris. Ông tiết lộ rằng nó sẽ phản ánh sự phân chia như của chương trình máy bay chiến đấu chung FCAS, nơi Pháp đang dẫn đầu. Mục tiêu của hai bộ trưởng là quân đội Pháp và Đức sẽ đưa ra một tài liệu mang tính khái niệm về các yêu cầu công nghệ kịp thời cho cuộc gặp song phương tiếp theo vào tháng 9 năm nay tại Pháp. Ông Pistorius gọi đó là kết quả của sự hợp tác thường xuyên giữa Paris và Berlin và là vấn đề của ý chí. Về phần mình, Bộ trưởng Lecointe ghi nhận mối quan hệ tuyệt vời giữa hai bên liên quan đến thỏa thuận trên. Ngoài xe tăng chiến đấu thế tiếp theo, MGCS sẽ bao gồm các yếu tố như hệ thống phòng thủ chống lại máy bay không người lái và vũ khí dẫn đường. Dựa trên các thỏa thuận không chính thức giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng Olaf Scholz, từ cuộc họp Tam giác Weimar ở Ba Lan gần đây, hai Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp và Đức cũng trình bày một kế hoạch cụ thể để bắt đầu sản xuất thiết bị quân sự ở Ukraine. Theo ông Le Cognu, KNDS, tập đoàn quốc phòng Pháp, Đức sẽ mở một công ty con ở Ukraine. Nhà máy mới sẽ tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn của Ukraine và sản xuất các bộ phận thay thế cho thiết bị và đạn dược cho lực lượng trên bộ của Pháp và Đức. Hiện Ukraine đang phải vật lộn với việc bổ sung nguồn cung cấp đạn dược. Điều đó đã hạn chế nghiêm trọng khả năng phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công từ Nga. Ông công Conu nhấn mạnh sự hiện diện của KNDS, công ty cũng sản xuất đạn dược sẽ cải thiện hậu cần và độ tin cậy trong việc bổ sung nguồn cung trong dài hạn. Nhà sản xuất quốc phòng Đức Rheinmetall trước đó đã công bố thành lập liên doanh đầu tiên ở Ukraine để sản xuất đạn dược vào đầu năm nay. Ngày 25 tháng 3, theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC đã đưa 13 thực thể và hai cá nhân vào danh sách trừng phạt mới nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của nga qua đó ngăn chặn Moscow sử dụng hệ thống tài chính quốc tế. Nằm trong số các thực thể nói trên có liên quan đến các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt của OFAC trước đó. Trong số các doanh nghiệp này có Atomize, công ty công nghệ tài chính do tập đoàn đầu tư Interos Holding của tỷ phú người Nga Vladimir Potanin kiểm soát. Một số công ty công nghệ tài chính khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt của OFAC như Lighthouse, Vcrypto, Masterchain, và Web3 Technology. Theo lệnh trừng phạt, các thực thể và cá nhân nói trên sẽ bị cấm giao dịch bằng đồng đô la Mỹ và sử dụng hệ thống tài chính Mỹ. Mỹ cùng các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể trong nhiều lĩnh vực của Nga sau khi Moscow tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Mạng tin Business Insider ngày 25 tháng 3 dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Envira Napi cho biết việc phương Tây thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với nước này đang ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Moscow. Theo một báo cáo chính thức, bà Napi Ulina tiết lộ, sau đợt sụt giảm vào đầu năm nay, xuất khẩu đã phục hồi trở lại nhờ giá dầu tăng. Giá dầu thô quốc tế đã tăng hơn 10% trong năm nay. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt thứ cấp cản trở quá trình này. Đề cập đến các hạn chế thương mại nhằm ngăn cản các bên thứ ba ngoài Mỹ hoặc EU hợp tác kinh doanh với Nga. Nền kinh tế Nga vẫn kiên cường trong hơn 2 năm sau cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này một phần là do Nga, các khổng lồ về năng lượng, đã duy trì xuất khẩu của mình bằng cách chuyển hướng sang các thị trường thay thế như Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng một số ngân hàng Trung Quốc đã tạm dừng thanh toán từ các tổ chức tài chính Nga bị phương Tây trừng phạt. Truyền thông địa phương Nga đưa tin vào tháng 2 vừa qua. Giờ đây, các ngân hàng toàn cầu khác mà Nga đang sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt cũng đang quay lưng lại làm ăn với nước này vì sợ bị phương Tây trả đũa, tờ Wall Street Journal đưa tin vào tuần trước. Khách hàng hàng đầu của Nga là Ấn Độ hiện cũng đang gặp khó khăn theo Forbes ngày 22 tháng 3 cho biết, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã ngừng chấp nhận dầu thô của Nga được giao bởi các tàu chở dầu do Sovcomflot điều hành. Công ty vận tải thương mại lớn nhất của Nga đã bị Mỹ trừng phạt. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga, vì Ấn Độ là một trong những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất về nhiên liệu hóa thạch của Moscow kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Hiện các công ty dầu mỏ tư nhân và nhà nước của Ấn Độ đã ngừng nhận dầu thô của Nga do các tàu chở dầu của Subcom Float vận chuyển bao gồm cả tập đoàn dầu khí ấn độ công ty lớn nhất nước này các công ty dầu mỏ được cho là đang kiểm tra tất cả các tàu chở dầu để đảm bảo Subcom Float hoặc bất kỳ tổ chức bị trừng phạt nào khác không vận hành chúng cuộc kiểm tra cũng đã làm gián đoạn việc vận chuyển dầu thô của nga bằng các tàu khác khiến các tàu này cũng buộc phải chờ vài tuần ngoài khơi bờ biển ấn độ mà không có mốc thời gian rõ ràng về thời điểm họ có thể giao hàng trong bối cảnh đó bà nabi ulina đã đưa ra gợi ý về việc nga sẽ tăng cường nỗ lực vượt qua các biện pháp trừng phạt bà nói với hãng thông tấn tát do các lệnh trừng phạt chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện thanh toán xuyên biên giới các ngân hàng và công ty nga đang tìm ra những cách mới để thanh toán với các quốc gia khác nhau và họ khá linh hoạt trong việc thay đổi các phương thức này khi khó khăn gia tăng Tòa phúc thẩm New York ngày 25 tháng 3 đồng ý cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm 10 ngày để nộp 175 triệu đô la Mỹ bảo lãnh cho khoản tiền phạt 464 triệu đô la Mỹ. Đây được coi là chiến thắng trong nỗ lực xử lý loạt vấn đề pháp lý đang bùa vây của cựu Tổng thống. Ông Trump lập tức đăng trên mạng xã hội chút social rằng sẽ tuân theo quyết định của tòa phúc thẩm. Cựu Tổng thống Mỹ nói, tôi rất tôn trọng quyết định của tòa phúc thẩm và sẽ nộp 175 triệu đô la Mỹ tiền mặt trái phiếu hoặc cổ phiếu hoặc bất cứ loại hình nào cần thiết rất nhanh thôi. Tổng trưởng lý New York Letiti Azem, người khởi xướng vụ kiện dân sự khiến ông Trump bị tuyên phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, nói cựu tổng thống vẫn phải chịu trách nhiệm vì hành vi gian lận đáng kinh ngạc của bản thân. Reuters hôm 26 tháng 3 dẫn ít nhất ba nguồn thạo tin cho biết một số tỷ phú Mỹ đang tìm cách gây quỹ hỗ trợ ông Trump giải quyết vấn đề tiền bảo đảm. Cụ thể, tỷ phú John Paulson, chuyên về quỹ bảo hiểm rủi ro, đang tham dự nỗ lực trên của các nhà tài trợ Đảng Cộng Hòa. Trung dầu khí Ha Oham cũng nằm trong số này. Tỷ phú Paulson, nhà sáng lập Paulson Co. và tỷ phú Ham, nhà sáng lập tập đoàn dầu khí Continental Resources, chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Steven Cheung cho biết không có nỗ lực phối hợp nào nhằm gây quỹ hỗ trợ cựu tổng thống trong vụ án dân sự. Ông Cheung bổ sung ông Trump thừa tiền mặt để nộp phạt 454 triệu đô la Mỹ nếu cần. Một nguồn tin khác là đồng minh của ông Trump tiết lộ ông biết được một nhà tài trợ tuần trước đề nghị góp hơn 10 triệu đô la Mỹ cho ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trước khi được báo rằng không cần thiết phải làm như thế. Trong diễn biến khác, việc Trump Media hoàn tất thương vụ sắp nhập để niêm yết đã khiến giá trị tài sản dòng của cựu tổng thống Donald Trump tăng hơn 4 tỷ đô la Mỹ chỉ sau một ngày. Theo Bloomberg Billionaire Index, với khối tài sản 6,5 tỷ đô la Mỹ, ông Trump đã lần đầu tiên lọt top 500 người giàu nhất thế giới. Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group của ông hoàn tất quy trình sắp nhập kéo dài 29 tháng với một công ty mua lại theo mục đích đặc biệt SPAC có tên Digital World Acquisition Corp. DAWC. Việc sáp nhập hoàn tất này sẽ đưa cổ phiếu của công ty đứng sau mạng xã hội Truth Social chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán và số cổ phiếu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ trên giấy giờ đây chính thức được tính vào giá trị tài sản dòng của ông Trump. Giá cổ phiếu của DVKAC đóng cửa ở mức 49,95 đô la Mỹ trên cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 3, tăng 185% từ đầu năm. Với mức giá này, cổ phần 58% của ông Trump trong công ty có trị giá 3,9 tỷ đô la Mỹ. Theo dự kiến, cổ phiếu này sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 26 tháng 3 trên sàn Nasdaq với mã DJT. Hôm 25 tháng 3, Tòa Phúc Thẩm New York, Mỹ đưa ra quyết định mới trong vụ án gian lận dân sự của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, ông Trump và các con vẫn có thể vận hành một doanh nghiệp tại New York và có thể vay tiền từ các cơ sở tài chính tại New York trong lúc này. Tòa cũng cho ông Trump thêm 10 ngày để nộp bảo lãnh và giảm số tiền cần thiết để bảo lãnh nhằm đảm bảo việc thi hành án phạt số chỉ còn 175 triệu đô la Mỹ. Lẽ ra hôm 25 tháng 3 là ngày phán xét đối với cựu tổng thống Trump. Sau ngày này, nếu không ai nộp khoản tiền bảo đảm, ông Trump sẽ hoàn thành việc trả án phạt hơn 454 triệu đô la Mỹ trong quá trình kháng án gian lận kinh doanh ở bang New York. Văn phòng tổng trưởng lý bang Letitia James có thể khởi động việc siết nợ đối với cựu tổng thống. Trước đó, ông Donald Trump đã yêu cầu những cử tri trung thành ủng hộ tiền mặt để giúp thanh toán các hóa đơn pháp lý tăng cao yêu cầu này được đưa ra khi ông trump phải đối mặt với hạn chót sắp tới về việc thanh toán một khoản tiền bảo lãnh khổng lồ từ một phiên tòa xét xử gian lận ở new york với một phán quyết dân sự chống lại ông vì đã phóng đại giá trị tài sản dòng và các giá trị bất động sản cựu tổng thống donald trump người từng hai lần bị buộc tội cho rằng đảng dân chủ nghĩ rằng điều này sẽ đe dọa tôi họ nghĩ nếu họ lấy tiền của tôi để ngăn chặn chiến dịch của tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc cựu tổng thống trump nói với những người ủng hộ trong một thông điệp qua email những điều tệ nhất là gì họ nghĩ rằng các bạn sẽ bỏ rơi tôi và từ bỏ đất nước này. Đây là một điều họ không biết, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đối mặt với 78 cáo buộc hình sự vì tội đảo ngược kết quả bầu cử, lưu giữ thông tin mật và các khoản thanh toán để bịt miệng, ông Trump đã sử dụng ảnh chân dung chụp tại trại giam Mershot ở Georgia để gây quỹ. Tại New York, ông Trump đối mặt với 34 cáo buộc hình sự trong vụ án dùng tiền bịt miệng và gần đây đã trả khoản tiền bảo lãnh 92 triệu đô la Mỹ để bảo vệ kháng cáo trong một vụ án dân sự phát sinh từ cáo buộc cưỡng hiếp mà một thẩm phán gọi là gần như đúng. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của ông Trump ở bang hiện nay là đáp ứng các nghĩa vụ trong khi kháng cáo bản án dân sự trị giá hàng triệu đô la Mỹ trong vụ lừa đảo kinh doanh dân sự mà Tổng trưởng lý New York Letitia James đệ đơn thành công. Những vấn đề tài chính của ông Trump đã kéo dài trong suốt quá trình vận động tranh cử. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy, một ủy ban hành động chính trị có liên hệ với ông Trump đã chi 5,6 triệu đô la Mỹ cho chi phí pháp lý trong tháng 2 và tổng cộng đã nhận được từ một tổ chức ủng hộ ông Trump hơn 50 triệu đô la Mỹ để trang trải chi phí pháp lý. Hồ sơ cũng cho thấy ông Trump kém xa ông Joe Biden trong việc gây quỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã huy động được gần 22 triệu đô la Mỹ vào tháng 2 và có trong tay 42 triệu đô la Mỹ. Chiến dịch của ông Biden đã huy động được khoảng 53 triệu đô la Mỹ và có trong tay 155 triệu đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gây bão khắp cả nước khi liên tục xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây. Sau chuyến thăm bang Bắc Carolina vào hôm 19 tháng 3, ông Biden đặt mục tiêu sẽ tới thăm tất cả các bang giao động trong vòng chưa đầy 3 tuần kể từ bài phát biểu thông điệp liên bang của ông, tổng thống Mỹ hy vọng tần suất gặp gỡ giải đặc sẽ giải quyết sự quan ngại của cử tri về vấn đề tuổi tác của ứng viên tổng thống năm nay. Bất kỳ ai giành chiến thắng vào tháng 11 đều là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử. Tuy nhiên trên thực tế, vấn đề tuổi tác có tác động lớn hơn đến ông Biden khi ông hơn đối thủ đô nổi trăm 4 tuổi. Đội ngũ vận động tranh cử của ông Joe Biden đã kết hợp mọi điểm dừng chiến dịch của ông với các sự kiện chính thức của nhà trắng nhằm quảng bá những chương trình nghị sự chính sách và thành tựu lập pháp của ông trong nhiệm kỳ vừa qua. Trước bối cảnh sự gia tăng về giá cả đang khiến cử tri thất vọng và những cuộc vượt biên trái phép ở biên giới Mỹ-Mexico có dấu hiệu gia tăng. Ông Biden cũng mang về hàng chục triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của mình trong những tuần gần đây. Tổng thống Mỹ đương nhiệm ưu tiên những sự kiện có quy mô nhỏ và mang tính thân mật, như cùng các gia đình dùng bữa tại nhà, ghé thăm các cơ sở kinh doanh địa phương và gặp gỡ những người ủng hộ ở sân sau. Vào ngày 28 tháng 4 tới đây, Tổng thống Joe Biden tiếp tục có một sự kiện gây quỵ chung với người tiền nhiệm Barack Obama và Bill Clinton tại New York. Sự kiện này được kỳ vọng có thể phá vỡ kỷ lục gây quỹ của Đảng Dân Chủ từ trước đến nay. Tuần trước, trong chuyến thăm cử tri ở bang Nevada, ông Biden đã chia sẻ, Tôi rất cần các bạn, chỉ có khoảng 6 hoặc 7 bang sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống này, và bang của các bạn là một trong số đó. Trái ngược đối thủ Joe Biden, ông Donald Trump lại khá im hơi lặng tiếng trong thời gian gần đây. Theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, ông Amar Moussa, sự vắng mặt của ông Donald Trump trước công chúng không phải là một chiến lược chiến thắng. Ông ama Moussa nói, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử đang đến gần, ông Donald Trump không cố gắng huy động tiền mà lại lựa chọn ẩn náu tại câu lạc bộ đồng quê và để những người khác tiếp quản chiến dịch tranh cử của mình. Đánh giá của ông Moussa không phải là không có căn cứ. Thay vì xuất hiện trước công chúng, Ông Trump đã dành phần lớn thời gian tại câu lạc bộ Ma Alago của ông ở Palm Beach, Florida để tiếp đón các quan chức dân cử và gặp gỡ các trợ lý, gần đây trong một bài viết trên trang cá nhân ông trump cho biết đã giành được hai chức vô địch tại câu lạc bộ golf của mình và gọi đó là những chiến thắng rất tuyệt vời thực tế này có vẻ mâu thuẫn với tình hình tài chính hiện nay của ông trump khi cựu tổng thống đã cạn kiệt nguồn vốn tranh cử và đang phải đối mặt với các hóa đơn pháp lý trồng chất từ bốn cáo trạng hình sự tuy nhiên theo đội ngũ vận động tranh cử của ông cựu tổng thống chỉ đang chuyển sang một phương thức tranh cử mới trọng tâm của ông trong những tuần gần đây là thu hút các nhà tài trợ tiềm năng nhằm bắt kịp với tiến độ của đảng dân chủ, phe đối thủ có tài lực bền vững hơn. Đội ngũ vận động cho biết, thay vì tham gia các sự kiện tranh cử lớn, ông Trump lại tập trung vào các sự kiện gây quỹ có quy mô nhỏ với tần suất từ 5 đến 6 ngày một tuần. Đây là những bữa trưa hoặc bữa tối mang lại tiền mặt hoặc những cuộc họp nhằm xây dựng các mối quan hệ có giá trị trong tương lai. Một hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo gốc Tây Ban Nha do siêu ủy ban hành động chính trị của ông Trump tổ chức vào hôm 21 tháng 3 vừa qua tại câu lạc bộ Gop Florida đã mang lại cho cựu tổng thống số tiền gây quỹ trị giá 100.000 đô la Mỹ với mỗi người tham gia. Người phát nguồn chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống, bà Caroline Levitt cho biết, lý do ông Trump được chào đón nồng nhiệt ở mọi nơi ông đến và ông sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc meeting lớn trên khắp đất nước với hàng chục nghìn người ủng hộ là bởi phương thức tranh cử của ông mới lạ và độc đáo hơn so với phương thức lỗi thời của đối thủ Joe Biden. Không tổ chức các sự kiện tranh cử công khai cũng là một phương thức tiết kiệm mà cựu tổng thống đang theo đuổi. Theo ông Chris LaCivita, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, mỗi cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống tiêu tốn đến nửa triệu đô la. Ông Trump cũng sử dụng được thời gian dành để chuẩn bị tốt cho các phiên điều trần trước tòa trong thời gian tới. Ngoài ra, dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng những diễn biến trong các vụ kiện pháp lý cũng như hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump cũng đảm bảo sự thống trị của ông trên mặt báo. Thủ lĩnh chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, vừa qua đã tới Tehran để gặp gỡ các quan chức Iran. Tờ Times of Israel đưa tin đây là chuyến thăm Iran thứ hai của ông Haniyeh kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Chuyến thăm trước đó diễn ra vào tháng 11 năm 2023. Chuyến thăm Iran của thủ lĩnh Hamas diễn ra đúng một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đánh giá nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 3 là bước đi tích cực Hamas cũng đánh giá cao diễn biến này nhưng nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn lâu dài. Hãng tin mơ Iran đưa tin ông Haniye dự kiến tham gia cuộc họp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Hossein Amir Abdullahian. Bên cạnh đó, thủ lĩnh của lực lượng Hamas cũng có lịch trình tổ chức họp báo sau chuyến thăm. Vừa qua, cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNWA cho biết giá lương thực thực phẩm ở giải Gaza đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đang đẩy người dân ở dài đất ven biển địa trung hải này bên bờ vực nạn đói. Trong một thông báo, cơ quan trên ghi nhận giá cả các mặt hàng thiết yếu ở phía bắc Gaza đã tăng gấp 25 lần so với mức trước khi xảy ra cuộc xung đột. Hôm 24 tháng 3, người đứng đầu UNWA, ông Philippe Lazzarini cho biết, Israel đã thông báo với Liên Hợp Quốc về việc nước này sẽ không còn chấp thuận các đoàn xe chở lương thực của UNWA tới phía bắc Gaza. Ông Lazzarini cho rằng hành động này cản trở công tác cứu trợ nhân đạo đến người dân ở Gaza đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết dỡ bỏ những hạn chế như vậy. Ngay sau đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phản đối việc ngăn các dịch vụ quan trọng của UNOA dành cho người tị nạn Palestine trên toàn khu vực. Ông Guterres nhấn mạnh việc chặn các đoàn xe của UNOA là hoàn toàn không thể chấp nhận được, kêu gọi Israel dỡ bỏ mọi rào cản ngăn hàng viện trợ vào Gaza và cho phép các đoàn xe của UNOA vào phía bắc Gaza. Ông nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là phải đảm bảo cung cấp lượng lớn hàng cứu trợ nhân đạo Điều này đồng nghĩa rằng phải mở thêm cửa khẩu, huy động nỗ lực của tất cả các bên mà không có sự cản trở hay hạn chế nào từ phía Israel. Theo ông, UNWA đang là niềm hy vọng duy nhất cho hàng triệu người trong khu vực. Do đó, cần phải cố gắng duy trì các dịch vụ của UNWA để nuôi dưỡng niềm hy vọng này. Trong một động thái hỗ trợ người dân tại giải Gaza, hôm 24 tháng 3, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Anzeri đã bắt đầu chuyển 150 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới giải Gaza, khu vực đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Trong tuyên bố, tổ chức trên cho biết hàng viện trợ được chuyên trở bằng 8 máy bay quân sự, sẽ khởi hành từ sân bay quân sự Bofarit, cách thủ đô Algeria khoảng 30 km về phía tây nam. Dự kiến chuyến bay chở hàng viện trợ sẽ đáp tại sân bay al Aris ở Ai Cập, trước khi được vận chuyển đến thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Cùng ngày, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, cũng đã phối hợp với Ai Cập tăng cường nỗ lực cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho giải Gaza, trong bối cảnh đang diễn ra tháng lễ Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo. Hãng không tấn WAM của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa tin quân đội nước này đã thực hiện đợt thả viện trợ thứ 13, mang theo 24 tấn thực phẩm và hàng cứu trợ xuống các khu vực khó tiếp cận ở phía bắc giải Gaza. Ngoài ra, tàu viện trợ thứ 3 của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã khởi hành đến thành phố al aris mang theo 4.630 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Còn hãng thông tấn Petra của Jordani cho biết, không quân Hoàng gia nước này đã tiến hành 6 đợt thả viện trợ nhân đạo xuống miền bắc giải Gaza. Quân đội và tổ chức từ thiện HCM Jordani cũng đã gửi 25 xe viện trợ tới khu vực. Quân đội Jordani cũng liên tục nhắc lại cam kết duy trì các nỗ lực viện trợ từ sân bay Maka ở thủ đô Amman đến sân bay quốc tế En Aris ở Bắc Sinai của Ai Cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thả viện trợ xuống Gaza và tổ chức các đoàn xe cứu trợ bằng đường bộ. Theo báo cáo do cơ quan phân loại tình trạng an ninh lương thực tích hợp IPC công bố, nạn đói xảy ra ở phía bắc giải Gaza khiến toàn bộ người dân tại khu vực đang phải đối mặt với mức độ khủng hoảng tồi tệ về an ninh lương thực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Galan, Ngoại trưởng Blinken nói rằng Washington phản đối chiến dịch trên bộ quy mô lớn tại Rafah. Ông Miller nhấn mạnh động thái như vậy sẽ càng gây nguy hiểm đến hơn 1,4 triệu người Palestine đang lánh nạn tại đó. Ông Miller nhấn mạnh Ngoại trưởng Blinken đã nhắc đến giải pháp thay thế cho một chiến dịch trên bộ để có thể đảm bảo cả an ninh cho Israel và bảo vệ người Palestine. Bên cạnh đó, ông Blinken và Bộ trưởng Joab Galan cũng thảo luận về tính cấp thiết để đẩy mạnh và duy trì hỗ trợ nhân đạo, bổ sung đáp ứng nhu cầu của người dân thường tại Gaza. Rafah nằm ở khu vực biên giới với Ai Cập, từng là thành phố với 300.000 dân. Nay trở thành nơi ẩn náu chính cho người Palestine chạy trốn khỏi cuộc bắn phá kéo dài nhiều tháng của Israel tại Gaza. Việc thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết tâm phát động chiến dịch trên bộ tại Rafah đã trở thành vấn đề gây bất hòa chính giữa Tel Aviv và Washington. Thủ tướng Netanyahu ban đầu đồng ý cử đoàn đại biểu tới Mỹ để trao đổi về chiến dịch Rafah, nhưng sau đó đã hủy sự kiện do Washington vào ngày 25 tháng 3 bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua yêu cầu ngừng bắn tại Gaza. Trong một diễn biến khác, Hamas tối 25 tháng 3 thông báo với các bên hòa giải rằng lực lượng này sẽ giữ vững với quan điểm ban đầu về yêu cầu đối với lệnh ngừng bắn lâu dài, đó là rút binh sĩ Israel khỏi Gaza để người Palestine phải di rời quay trở lại, trao đổi thực chất các tù nhân. Tuy nhiên, Israel đã nhiều lần từ chối. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gần như chắc chắn sẽ cạnh tranh với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, cảnh báo Israel rằng nước này đang mất dần sự ủng hộ của quốc tế vì xung đột ở giải Gaza. Ông Trump nói với nhật báo Israel Hayom của Israel trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 25 tháng 3 rằng các bạn phải kết thúc kế hoạch của mình, phải chấm dứt xung đột, các bạn phải khép lại chuyện này. Và tôi sẽ nói rằng Israel phải hết sức cẩn thận bởi vì các bạn đang mất đi rất nhiều sự ủng hộ của thế giới. Các bạn phải kết thúc, các bạn phải khép lại chuyện này. Cũng liên quan tới tình hình tại giải Gaza, vừa qua, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Emmanuel Macron nêu rõ Paris phản đối mọi kế hoạch tấn công vào Rafa, nhấn mạnh rằng đây là bước đi đầy rủi ro và có thể khiến Israel phạm tội ác chiến tranh. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp cũng cực lực lên án việc Israel ngày 22 tháng 3 vừa qua tuyên bố tịch thu 800 ha đất chiếm nóng ở khu bờ Tây để xây dựng khu định cư mới. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp cho biết sẽ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài. Kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafa của Israel đã phải đối mặt với áp lực quốc tế mạnh mẽ với những cảnh báo gây thương vong lớn cho dân thường và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Cùng thời điểm, tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tiếp tục cảnh báo về những hậu quả thảm khốc của việc Israel mở cuộc tấn công bộ binh vào Rafah. Thông báo của phủ Tổng thống Ai Cập cho biết trong cuộc hội đàm tại Cairo, Tổng thống el-Sisi và tổng thư ký Antonio Guterres thống nhất quan điểm phản đối mạnh mẽ mọi kế hoạch tấn công của Israel vào Rafah. Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất có thể mang lại công lý, an ninh và sự ổn định cho khu vực. Theo giới phân tích khu vực và quốc tế, cuộc tấn công bộ binh của Israel vào Rafah, nơi trú ngụ của khoảng 1,7 triệu cư dân Gaza, có thể gây ra thảm họa nhân đạo cực kỳ tồi tệ với hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng cùng nhiều hệ lụy phức tạp và khó lường khác về an ninh với toàn khu vực Trung Đông. Tờ Can News của Israel ngày 25 tháng 3 đưa tin rằng Israel hiện đang nỗ lực tìm một đường vòng để có được vũ khí và khí tài từ các nhà cung cấp không phải của Mỹ nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trang thiết bị chiến đấu quan trọng. Can News trích dẫn một quan chức an ninh Israel tuyên bố rằng sự chỉ trích và ủy quyền cho bên trung gian ngày càng tăng do cả các nhóm hồi giáo và những thế lực phản đối gây nguy hiểm cho việc chuyển giao đạn dược và thiết bị do Mỹ hậu thuẫn. Ngoài ra, có lo ngại rằng căng thẳng với mỹ sẽ được tăng cường từ việc quân đội israel tiến vào rafah cùng với vấn đề nhân đạo ngày càng trầm trọng ở gaza những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc mỹ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ israel với cường độ tương tự hiện có nhiều nước không cung cấp trang thiết bị quân sự cho israel và thực hiện âm thầm tẩy chay trong đó lập luận rằng họ bị ràng buộc bởi luật pháp quốc gia để bán vũ khí cho các quốc gia có xung đột ví dụ canada tuyên bố rằng họ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho israel trong đó có thiết bị điện tử và các thành phần phụ được sử dụng cho hệ thống phòng không Iron Dome vòm sắt. Về phần mình, Pháp và Đức đang đe dọa tẩy chay việc cung cấp thiết bị cho Israel trong bối cảnh thiếu hụt đạn dược toàn cầu, cùng với việc các quốc gia đang tập trung vào nhu cầu riêng của họ. Theo quan chức Israel trên, nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho Israel là Mỹ hiện vẫn có sự trợ giúp do Mỹ hậu thuẫn, nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất hiện tại là những căng thẳng do việc tấn công Rafah sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Mỹ trong việc giúp đỡ an ninh cho Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, bắt đầu một loạt cuộc họp vào ngày 25 tháng 3 với các quan chức cấp cao của Nhà Trắng. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đứng đầu CIA về sự ổn định của nguồn cung cấp đạn dược cho Israel cũng như sự hỗ trợ của Mỹ đối với hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Một quan chức Israel khác tuyên bố rằng không có lựa chọn nào, Israel phải tiến vào Rafah trừ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và nếu không đạt được thỏa thuận, quan điểm của cơ quan an ninh Israel là người dân Gaza nên được sơ tán khỏi Rafah dọc theo bờ biển. Trước đó, theo tờ Washington Post, chính quyền Mỹ đã âm thầm phê duyệt và chuyển giao hơn 100 đơn hàng quân sự riêng biệt cho Israel kể từ khi xung đột Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Với số lượng tới hàng nghìn đơn vị đạn dược dẫn đường chính xác, bom đường kính nhỏ, bom phá bong ke, vũ khí nhỏ và các loại vũ khí sát thương khác. Thông tin này được các quan chức Mỹ thông báo với các thành viên quốc hội trong một cuộc họp kín gần đây. Số lượng đơn hàng lên tới 3 chữ số là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tham gia sâu rộng của Washington vào cuộc xung đột kéo dài 5 tháng ở Gaza. Xung đột đang gây chia rẽ lớn khi chính các quan chức và nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ ngày càng bày tỏ nghi ngờ về chiến thuật quân sự của Israel. Trong khi đó, chỉ có hai thương vụ quân sự nước ngoài được phê duyệt cho Israel được công khai kể từ khi bắt đầu xung đột. Israel Hamas gồm đạn dược cho xe tăng trị giá 106 triệu đô la Mỹ và các bộ phận cần thiết để chế tạo đạn 155 mm trị giá 147,5 triệu đô la Mỹ. Những giao dịch mua bán đó đã thu hút sự theo dõi của công chúng vì chính quyền Tổng thống Biden đã phê duyệt bằng thẩm quyền khẩn cấp mà không qua quốc hội. Tổng hợp lại, các gói vũ khí trên đã tạo thành một sự chuyển giao hỏa lực khổng lồ cho Israel vào thời điểm các quan chức cấp cao Mỹ phàn nàn rằng Tel Aviv đã không thực hiện được lời kêu gọi của họ nhằm hạn chế thiệt hại cho dân thường, cho phép thêm viện trợ vào Gaza và kiềm chế những lời kêu gọi người Palestine di tản vĩnh viễn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đã tuân theo các thủ tục mà quốc hội đã chỉ định để cung cấp đầy đủ thông tin cho các nghị sĩ và thường xuyên báo cáo tóm tắt cho Quốc hội, ngay cả khi thông báo chính thức không phải là yêu cầu pháp lý. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News. Tại đây, ông Trump đã lần đầu tiên đưa ra lời kêu gọi kết thúc xung đột ở giải Gaza với Israel. Ông Trump nói, tôi hy vọng ông Netanyahu có thể nhanh chóng kết thúc kế hoạch quân sự ở Gaza và đưa hòa bình trở lại với thế giới. Chúng ta cần hòa bình ở Trung Đông. Cũng theo ông Trump, Lực lượng Vũ trang Hamas là một vấn đề mà Israel cần xử lý. Ông Trump nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này là điều tồi tệ và sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn làm tổng thống. Ông Trump nói thêm: "Nếu tôi trở lại Nhà Trắng, tôi sẽ đem lại hòa bình ở Trung Đông. Hãy nhớ lại Hiệp định Abraham. Nếu tái đắc cử, tôi thậm chí sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trước lễ tuyên thệ vào tháng 1 năm 2025." Ông Donald Trump cho biết, ông sẽ phản ứng giống như cách Israel đã làm sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas nhưng Israel đang mất đi sự ủng hộ của quốc tế và nên kết thúc xung đột chống lại nhóm Hồi giáo ở giải Gaza. Ông Trump nói cuộc tấn công của Hamas ở miền nam Israel là một trong những điều đáng buồn nhất mà tôi từng chứng kiến. Ông nhấn mạnh, tuy nhiên, các bạn phải kết thúc xung đột của mình, các bạn phải kết thúc nó. Bên cạnh đó, vào ngày 25 tháng 3, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời thả toàn bộ con tin vô điều kiện, với 14 phiếu ủng hộ và Mỹ bỏ phiếu trắng giải thích về việc bỏ phiếu trắng đại sứ mỹ tại liên hợp quốc thomas greenfield cho biết mỹ không nhất trí với mọi chi tiết trong nghị quyết và văn bản này không bao gồm việc lên án hamas ngoài kêu gọi ngừng bắn và thả con tin ngay lập tức nghị quyết cũng nhấn mạnh sự khẩn thiết của việc mở rộng viện trợ nhân đạo và tăng cường bảo vệ dân thường ở gaza nghị quyết cũng nhắc lại yêu cầu dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực này việc hội đồng bảo an thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở gaza diễn ra trong bối cảnh Israel dọa sẽ tiến vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza, nơi đang có hơn 1 triệu người dân Palestine lưu trú. Israel trước đó cũng dọa sẽ tấn công Hamas ở Rafah trong tháng Ramadan, nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện điều này. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông đã thông qua kế hoạch cho xung đột ở Rafah ngay cả khi Mỹ bắt đầu kêu gọi ông cân nhắc các giải pháp khác. Nhưng khi biết việc Washington không phục quyết đề xuất này, ông Netanyahu nhấn mạnh, đây rõ ràng là sự rút lui khỏi quan điểm trước đó và tuyên bố ông sẽ không cử phái đoàn tới Washington như dự kiến. Phía Israel cho rằng điều này sẽ làm tổn hại đến các nỗ lực chống lại phong trào Hồi giáo Hamas ở dài Gaza, cũng như nỗ lực giải phóng hơn 130 con tin.